Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với chuyên đề Công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Chuyên đề được phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh Đồng Nai 1. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, mặc dù trải qua những khó khăn nhất định, song hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Đồng Nai luôn thể hiện vai trò quan trọng và có những đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách về trí thức giữa nông thôn và thành thị. Trong những năm qua, để hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đi vào thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trương đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng. Cụ thể, căn cứ vào phí đặt hàng nghiên cứu khoa học và công nghệ của các địa phương, Sở tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu. Từ quy trình này, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Đồng Nai luôn bám sát nhu cầu của cơ sở, phục vụ thiết thực các vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Năm 2020 là năm tổng kết đánh giá theo nghị quyết tỉnh Đảng bộ khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Hoạt động khoa học công nghệ đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ kinh tế xã hội năm 2016-2020 đã thu được nhiều kết quả, như là cái chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, các đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng cái công nghệ quản lý tiên tiến, bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập, trong đó chú trọng khu vực nông thôn. Các phong trào hội thi hàng năm tiếp tục triển khai mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội có sức hút và tập hợp được nhiều giải pháp kỹ thuật, có nhiều đề tài, dự án góp phần nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đã huy động được nguồn vốn từ tổ chức và cá nhân thực hiện nghiên cứu và ứng dụng khoa học, nâng cao chất lượng của sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và chuỗi giá trị gia tăng. Thực ra thì tôi cũng có cái cơ hội được làm việc và cũng theo dõi cái hoạt động về phát triển khoa học công nghệ của Đồng Nai trong suốt 5 năm vừa qua. Thì phải nói rằng đây là một trong những cái tỉnh mà có rất nhiều những cái sáng kiến, sáng tạo và đặc biệt là có những cái chương trình phát triển đồng bộ vấn đề khoa học công nghệ ở tất cả các lĩnh vực mà tôi cho rằng là rất là ấn tượng. Năm 2020 ấy, mình bị một cái đại dịch Covid hết sức là làm cho ảnh hưởng các cái hoạt động và cả kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì khoa học công nghệ ở Đồng Nai thì đã không lùi bước mà thực hiện mục tiêu kép như là chính phủ nói, tức là mình vẫn làm sao để vượt qua đại dịch và mình hoàn thành các cái việc nhiệm vụ được giao. Thì nói chung là ở tỉnh Đồng Nai của chúng ta thì thực hiện rất là nghiêm và đã thực hiện được nhiều kết quả trong các mặt khi mà mình đã ứng dụng được cái khoa học công nghệ vào trong cuộc sống. Giai đoạn 2015-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai 9 dự án khoa học công nghệ. 7 trong số đó đã phát triển và ứng dụng tại các khu công nghệ cao, công nghệ sinh học. Các dự án khoa học và công nghệ khác như nghiên cứu chuyển đổi diện tích nuôi trồng thủy sản không hiệu quả sang nuôi tôm công nghệ cao ở Long Thành, Nhân Trạch, mang lại thu nhập cao cho người dân. Mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng hữu cơ cho quýt Thanh Sơn tại huyện Định Quán đạt chuẩn VietGAP. Dự án ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi giống nhanh cho nhà vườn trồng sầu riêng và cà phê của Hợp tác xã Dịch vụ Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Xanh. Tất cả các dự án đều cho năng suất tăng từ 10 đến 15%, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 đến 30% so với trước. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó bám sát nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Khoa học và Công nghệ đã đề ra chương trình kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó tập trung một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, trong đó là tiếp tục là phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sở cũng tham mưu Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục đổi mới, hoàn thiện triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, về sở hữu trí tuệ, về thẩm định công nghệ, an toàn của xã hội nhân và triển khai có hiệu quả các đề tài dự án, phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích triển khai hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất cho các doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta không đơn thuần chỉ là phát động phong trào nữa, mà chúng ta cần phải đi vào thực chất. Chúng ta phải có các sản phẩm đổi mới sáng tạo, nó có thể cạnh tranh, có tính cạnh tranh không những là về tính năng kỹ thuật, kể cả về giá cả, hình thức, mẫu mã và cái tính bền vững của cái mô hình cũng rất là quan trọng.
xác định tập trung phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ Đồng Nai tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, nhất là với những sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tập trung đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, đầu tư trọng điểm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất và đời sống. Thưa quý vị khán giả, trong những ngày Tết và các dịp lễ hội thì nhu cầu tìm mua các loại đồ uống của người tiêu dùng tăng cao. Các sản phẩm được nhiều người quan tâm nhất đó chính là rượu bia và các loại nước ngọt có ga. Tuy nhiên, sử dụng và lạm dụng quá nhiều những đồ uống có cồn và ga sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chúng ta. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mỗi người nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống này, thay vào đó hãy sử dụng các loại đồ uống tốt cho sức khỏe, giải nhiệt cơ thể như là nước ép rau củ tự nhiên hay là những sản phẩm nước tinh khiết, nước kiềm. Nước kiềm hay còn được gọi là nước điện giải ion kiềm là một trong ba loại nước được dùng phổ biến rộng rãi hiện nay bên cạnh nước tinh khiết và nước khoáng. Loại nước này đang là sự lựa chọn của nhiều người tiêu dùng bởi những công dụng của nó đối với sức khỏe con người. Cô uống nay được một tháng rồi, cô thấy cũng có hiệu quả, rồi rất tốt, sức khỏe cũng có khỏe, mà nhất là huyết áp, tim mạch, rồi uống da mặt nó đỡ bị nám, rồi đau khớp. Do ở nhà là có em bị bệnh thận, cho nên là cứ mua nước ion kiềm để về cho nó uống với lại nấu ăn. Khi mà biết được cái máy này là quyết định mua liền luôn. Thì trong về nhà là có mấy người làm, mấy cô lớn tuổi thì là bị bao tử, cho nên là cho mấy cô sử dụng luôn. Trong vòng 2 tuần thì mấy cô lại hết. Tức là không có ở chua và không có lên, gọi là không cho dùng thuốc tây, bắt uống nước ion kiềm. Còn bản thân chị là mỗi ngày là mình trẻ hóa ra. Nước điện giải ion kiềm được tiến sĩ người Nhật Akihiro Yamashita phát hiện khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sinh lý học thực vật về tác nhân thúc đẩy kích thích hoa nở. Nước điện giải ion kiềm được tạo ra từ thiết bị tạo nước điện phân. Máy có khả năng lọc sạch, đồng thời tạo ra loại nước có tính kiềm cao và khả năng chống oxy hóa. Cơ thể của mình đó chiếm gần 80% là nước rồi, 70-mấy% nước. Cho nên là mình nghĩ là cái nguồn nước nó thật sự là quan trọng đối với cơ thể của mình. Không phải là chiếm một phần nào trong cơ thể mà là nó phân bổ đều tất cả các cái bộ phận ở trong cơ thể. Cho nên là khi mà mình đã nghĩ đến cái chuyện này rồi, với lại thường trước đây mình có cảm giác rất là dễ mệt. Mình đi đâu mình tập thể dục hay gì mình cảm giác mình hay bị mệt lắm. Cho nên mình lại càng quan tâm hơn nữa. Khi mà trên con đường mình tìm đến những cái gì đó mà nó liên quan đến sức khỏe của mình đó, thì mình vô tình mình đã biết đến các cái nước khác, người ta vì sao mà người ta sống lâu, vì sao mà người ta trường thọ. Thì mình biết đến cái công nghệ là tạo nước điện giải ion kiềm ở trên thế giới là Nhật Bản, là một cái nước mà người ta rất là yêu sức khỏe. Người ta đã đầu tiên là người ta đã quan tâm đến cái công nghệ tạo ra cái nước này. Và từ đó về nó cứ thôi thúc mình để tìm đến những cái sản phẩm mà mình mang lại cái sức khỏe cho, trước nhất là cho bản thân mình đã. Và nếu như mà thật sự nó tuyệt vời như vậy thì mình cần phải lan tỏa cái điều này lớn hơn. Cho nên là đó là một cái cơ duyên đến cái máy tạo nước điện giải ion kiềm. Với quy trình và công nghệ xử lý tiệt trùng tiên tiến nhất, nước điện giải ion kiềm có 3 đặc tính quan trọng. Thứ nhất là với hàm lượng hydro cao giúp đào thải các độc tố trong gan. Thứ hai là tính kiềm hóa cao sẽ trung hòa axit dư trong cơ thể. Và thứ ba là rất giàu các vi khoáng có lợi như canxi, magie, gia tăng hoạt động trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo, hạn chế được việc tăng cân, ngăn ngừa các bệnh ung thư, đem đến một cơ thể khỏe mạnh, tươi tắn. Thưa quý vị khán giả, kiến thức, năng khiếu, sáng tạo và đam mê là những điều không thể thiếu đối với ngành nghề thiết kế, thi công nội thất. Tuy nhiên, để mang đến đột phá mới, nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, tạo vị thế vững vàng trong ngành nội thất, thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, cập nhật những công cụ chuyên biệt với công nghệ hiện đại, không chỉ tiết giảm được thời gian, chi phí và nhân công, mà còn tạo nên sự khác biệt, chỉnh chu cho sản phẩm so với phương pháp truyền thống.
Khi mức sống ngày càng được cải thiện và tăng cao, thì nhu cầu và sự chọn lọc về mặt hàng nội thất thiết kế cũng vì thế khắt khe hơn. Người tiêu dùng hiện nay không nghĩ tới giá rẻ, mà họ yêu cầu sản phẩm phải phù hợp với phong cách, kiến trúc của ngôi nhà. Để có thể giải quyết bài toán khó khăn trong thời điểm hiện tại và tạo động lực tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp phải linh hoạt trong việc tiếp cận và cập nhật xu hướng nội thất của người dùng để đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp và thu hút. Người ta yêu cầu cái gì thì mình phải đáp ứng được và phải tốt hơn, chứ không thể làm nó thấp hơn như vậy, không thấp hơn so với cái yêu cầu của người ta. Thì đó là cái mà để cho các doanh nghiệp mà đáp ứng được thì nó cũng phải nắm bắt được cái thị hiếu của người ta để mà mình làm cái sản phẩm nó tốt hơn. Và tôi cũng muốn là làm một cái gì đó giống như đột phá tại địa phương của mình. Nếu mà một dàn máy thì gồm 4 chiếc máy, một chiếc máy CNC và kèm theo chiếc máy dán cạnh và chiếc máy khoan đục lỗ âm và thêm một chiếc máy cưa bàn thì nó nằm khoảng cỡ 1.450.000. Thì đối với một người tại địa phương mà tôi lập nghiệp thì giá cái số tiền này cũng rất là cao. Khi mà mình đầu tư dàn máy như vậy á, một ngày một công suất tôi có thể cắt ra được một cái nhà sản phẩm. Nhưng mà nếu những dàn máy thông thường á, thì nếu mà nhận hợp đồng như vậy thì khoảng là 1 tháng thì mới hoàn thành hợp đồng, thì tiết kiệm về nhân công rất là nhiều luôn. Là doanh nghiệp nội thất có quy mô vừa và lượng khách hàng ổn định trong suốt 12 năm qua ở khu vực Định Quán, Tân Phú. Từ năm 2019, nội thất Thanh Trâm Luxury là một trong số rất ít doanh nghiệp nội thất trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để trang bị ứng dụng hệ thống máy CNC, khoan phay tự động và máy dán cạnh tự động công nghệ Slimline. Công nghệ mới đã tạo nên sự khác biệt, chỉnh chu cho sản phẩm trên nền tảng phương pháp truyền thống. Một công trình mà tôi nhận từ chọn gói luôn á, thì tôi tới từ lúc mà nhận bàn giao rồi thi công này kia thì khoảng tầm 1 tháng. Nhưng mà từ khi mà tôi đầu tư vào công nghệ 4.0, sử dụng toàn máy móc hiện đại về thì thời gian rút ngắn lại rất là nhiều. Một ngày máy CNC của tôi có thể cắt được từ 4 đến 50 tấm ván. Và đồng thời bàn giao cho khách hàng rất là nhanh, có thể từ 3 tới 7 ngày có thể bàn giao được một công trình hoàn thiện luôn. Và khách hàng rất là hài lòng và yên tâm tại vì máy CNC, cái đường cắt của nó rất là sắc nét và đồng thời những cái đường ốc vít này kia thì toàn bộ là được giấu. Slimline là một trong những công nghệ đột phá đến từ Ý, là giải pháp để giảm chi phí nhân công, giúp căn chỉnh và cắt thanh gỗ đạt độ chính xác cao nhất, loại bỏ hầu hết các đường viền cạnh không đẹp mắt trên những sản phẩm gỗ công nghiệp, cho ra sản phẩm gỗ liền mạch một khối với đường nét góc cạnh tinh tế, mang đến sản phẩm gỗ công nghiệp hội tụ các yếu tố bền, đẹp và thời trang. Trong cái chuỗi doanh nhân trẻ có những doanh nghiệp là như Thanh Trâm Luxury đây đầu tư những cái máy móc công nghệ rất là hiện đại để đáp ứng cái nhu cầu mà thi công thiết kế là với đảm bảo tiến độ như là kỹ thuật độ đẹp, độ đặc sắc là rất là cao. Đó là cái vấn đề khai thác của Thanh Trâm hiện giờ là rất là được rất nhiều doanh nghiệp học tập và chia sẻ. Vì áp dụng khoa học công nghệ điện tử vô nội thất rồi để mình chế biến ra những cái sản phẩm mà mang cái tính thẩm mỹ cao thì Thanh Trâm đã đáp ứng được cái nhu cầu đó. Khách hàng của Thanh Trâm rất là rộng, ngoài trong huyện rồi là trong tỉnh và có những tỉnh thành khác. Và chúng ta cần phải nâng cao lên nữa, phải cần phải là đầu tư nhiều hơn nữa, đào tạo các nhân viên để cho tiếp cận những cái vấn đề công nghệ mới. Trong đó bản thân tôi cũng phải tìm hiểu vào những cái thị trường sang châu Âu cần đòi hỏi những cái gì để mình nâng cao, mình đưa công ty mình lên thêm một cái hướng mới nữa. Với những thay đổi trong thói quen và tư duy người dùng như hiện nay, doanh nghiệp nội thất không thể giữ mãi lối mòn trong việc cung ứng các sản phẩm có tính đại trà. Đã đến lúc các doanh nghiệp nội thất phải chủ động tiếp cận công nghệ số, vận hành máy móc tự động, thay thế dần việc sản xuất thủ công để giảm thiểu rủi ro, nâng cao tính thẩm mỹ, để mỗi thiết kế đều là kết tinh của công nghệ và sáng tạo, phục vụ đời sống thiết thực cho con người. Đến đây thì chuyên đề công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng xin được khép lại. Ban biên tập chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.